Hey hey, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Mình là Duna và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chạy trốn con ma nữ ở trường học trong phần 2 của tựa game Sai Tiêu anh em nha. Và dành cho anh em nào không biết là cái quái gì vậy? Mới vào đấy mà. Ơi, chạy gì ơi. Đây rồi. Tránh xem ra đi chị ơi. Và dành cho anh em nào không biết thì ở tập trước tôi bị con ma nữ nó lùa vào trong nhà kho anh em hả? Và bây giờ tôi phải tìm cách để tôi thoát khỏi cái nhà kho này thôi. Ra nào. Đi qua đây nào. Vậy là chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta mở tủ này nè. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cái mã số để có thể mở được cánh tủ này. Mã số chắc chắn là ở vòng vòng đây rồi. Ở trong kia. Đi qua đây. Ồ đúng rồi. Tôi sẽ lấy cái cưa này. Mày chết. Tao cưa giò mày. Đây rồi. Chính là nó. Cây cưa phải dùng để cưa cái tủ này. Nhớ nghe. Cưa đi. Con ma đừng quay lại. Đâu rồi. Đúng rồi, cưa bơm đi. Về được nửa cây rồi. Sắp cưa được ổ khóa rồi. Cố lên, một chút nữa thôi. Chị đó đi đâu rồi? Cưa mạnh tay vào, gần rồi, được rồi. Ba. Ok, nắp vào đây cái đã. Yeah, nó đi rồi. Ê, cũng chưa chắc nha, từ từ nha. Đúng rồi. Nó đi rồi. Đây có một cái chìa khóa nhặt thôi. Đây rồi, chìa khóa lối thoát nằm ở đây. Ok. Lối thoát đâu nhờ? Vào rồi. Cánh cửa đâu nhờ? Ê, nó quay mặt lại rồi. Đi thôi. Chắc chắn cánh cửa phải ở đâu đó. Ngoài đây anh em à. Không thấy à. Cánh cửa này hả? Đây rồi. Hợp lệ luôn. Đi nào. Yeah, chúng ta thoát khỏi cái nhà kho đó rồi. Đóng cửa lại, không cho nó đi. Mày siêu thoát trong đó đi con quỷ. Được rồi anh em ơi. Chúng ta đã thoát khỏi cái nhà kho đó rồi. Bây giờ mình phải tìm cái lối để mình đi ra khỏi căn trường học ma ám này thôi. Tủ này có gì không? Sao vẫn nghe tiếng nó vậy ta? Không, tủ này chẳng có gì cả. Đây rồi, có một hướng để dẫn chúng ta đi này. Ồ. Không, vậy là chúng ta sẽ đi xuống dưới đây. Đi nào. Sắp thoát được rồi. Sao chỗ này tối tăm vậy? Đây có gì không? Hello. Vậy là chúng ta sẽ tìm một cái chìa khóa để chúng ta mở cửa chính anh em ạ. Giờ chúng ta sẽ thoát được ra khỏi đây. Chìa khóa cửa chính thì bây giờ chúng ta phải tìm thôi. Đây rồi, chúng ta mở được một căn phòng đó. Đây chính là cái cửa để chúng ta thoát. Nam nghĩ rằng đây là kết thúc và anh ấy sẽ vượt qua nó một cách an toàn. Nhưng không, anh ấy thật là ngu ngốc. Thế là vẫn còn sao? Tiếp tục nào. Chúng ta lại trở về cái căn nhà trọ của chúng ta nè anh em. Tại sao mọi thứ nó lại hỗn độn như thế này? Ôi, tủ bàn, tất cả đều đổ vỡ. Đi thôi. Vậy là bây giờ chúng ta chạy lên trên cửa chính nào. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi xin trả phòng. Ok. Sao cửa này lại mở được đấy? Ghê quá à. Đây có tầng hầm nè. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ đi ra ngoài cửa này nào. Không được. No. Chúng ta phải đi tận gốc cái nơi sinh ra con quỷ này rồi. Ôi, nước ngập rồi.
Nước ở đâu dâng lên thế này? Rồi cái bàn thờ, cái hình của chị gái kia cũng mới biến mất rồi. Bây giờ mình đã có chìa khóa cửa nè. À, cửa này hả? Wow, ở đây có một cánh cửa sao? Đèn cầy, nước, giống như là một khu hỗn độn vậy. Ở đây có một cánh cửa nhưng mà chúng ta mở không được. Vậy là chắc hẳn ở đây phải có một cái thứ gì đó rồi anh em ạ. Vậy là chúng ta phải tìm một cái gì đó để mở chìa khóa. Ồ, tại sao lại có cái tủ ở đây đây? Tủ có mở khóa không? Ồ, không à, chúng ta phải cưa. Lại cưa bơm tiếp tục thôi. Kình kịch. Kình kịch. Kình kịch. Có ai ở đây không? Không đúng không? Cưa tiếp nào. Kình kịch, kình kịch. Mỗi lần cưa bơm vậy tôi lại hồi hộp anh em ạ. Bởi vì cưa bơm không biết nó sẽ nổ bất kỳ lúc nào. Sau lưng chúng ta không có ai cả. Cưa tiếp thôi, sắp được rồi. Chúng ta đã cưa được. Đây, gần xong rồi. Kịch, kình kịch, kình kịch. Nhà ổ khóa cứng thế nha. Ồ, được rồi. Được rồi, mở ra nào. Ồ, đây rồi, chìa khóa này tôi nghĩ là chìa khóa. Được, được rồi. Đây là chìa khóa ở cái phòng. Phòng này. Đây đây. Không phải à. Không phải, vậy là chìa khóa ở phòng chính rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên đây. Mở cửa đi nào. Ui, cái gì vậy? Chạy. Đúng rồi, đúng rồi. Cầu thang đây nè. Đi lên nào. Sắp lên được cửa chính rồi. Đúng rồi. Chết sao mày ra con quỷ này. May quá. Cốt truyện giống như thế. Bây giờ chúng ta, sau khi chúng ta bị hù, chúng ta đã tỉnh dậy nè. Đây là đâu nữa đấy? Một căn phòng có hai cái giường. À, ký túc xá. Tủ mở không được. Vậy là phòng này là phòng ký túc xá, phòng 4 người. Không được luôn. Thì chúng ta chỉ còn mở cửa chính này thôi. Vậy là tôi đang mơ hay là tôi đang đây là hiện thực đây nhờ. Cho hỏi có ai ở đây không à? Mà tốt nhất đừng có ai ở đây. Tôi sợ lắm. Đây cũng không có gì cả. Sao bây giờ được cái chấm giữa này? Lúc đầu không có cái chấm giữa. Thôi, qua bên đây nào. Đấy, qua được rồi. Ừ? Sao bị chặn thế này? Chui vậy? Đi từ từ thôi. Từ từ qua. Chúng ta đang đi qua hầm. Nhưng mà thắc mắc tại sao bây giờ chúng ta đang ở ký túc xá mọi người ạ, chứ không phải ở trường học nữa. Vậy là chúng ta có 3 phần cảnh, một là ở nhà, hai là đeo có chìa khóa nha. À, đây nè, chìa khóa nè. Trời, chìa khóa lại để đây, ghim vào đi mấy anh ơi. Không phải à. Vậy là nó ở một cái phòng khác rồi. Chúng ta lại đi qua căn hầm này nào. Chìa khóa này mở phòng nào đây? Phòng nào sẽ là người được chọn? Chính là phòng này. Hợp lệ luôn. Xin chào, đây là phòng gì đấy? Ở phòng này cũng có một giường nè. Ở phòng này phòng phòng ký túc xá, phòng VIP hay sao ấy. Phòng rộng thế nha. Trước khi coi cái máy tính này thì chúng ta xem mấy cái đồ ở đây nào. Đây có một cái ổ khóa. Vậy là chúng ta sẽ tìm một cái mật mã để chúng ta mở cái ổ khóa này. Và đây có một cái tủ.
Tủ thì đã bị đóng hết rồi. Đây cũng không thể mở được. Màn hình máy tính đây có gì đấy? À, màn hình máy tính bị sọc không anh em ạ? Màn màn dở mày. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm cái mã số để mở cái tủ. Mã số. Giờ là phải cưa cái này chứ ta. Nào, cưa này đi nào. Cưa này mới lấy được mã số chứ. Đúng vậy. Trời ơi, tôi tìm được cái chỗ cưa vất vả thật sự. Cưa tao. Cái ổ khóa này có vẻ là loại dởm nè, không phải loại việc tệp. Tại vì thời gian cưa mình, anh em thấy không, cưa rất là nhanh. Chỉ một thoáng thôi là chúng ta đã cưa xong cái ổ khóa rồi. Rồi, chúng ta mở cái này nè. Cho tôi mở đi nào. Đúng vậy rồi. Đây, chúng ta có một mẫu giấy, chắc chắn là mẫu giấy để cái mật khẩu rồi. Thề luôn, mỗi lần tương tác vào cái gì thật sự tôi rất là khó khăn. Bách quật này là bách quật cái tủ là 63 và số cuối cùng thì nó bị mất một số nên thử cho đến khi tìm được một số thích hợp. Vậy bây giờ tôi sẽ thử cái này nào. Đây. 63. Theo tôi nghĩ nó sẽ là 63 nè, trước mắt là 63 trước, sau đó là một số tôi nghĩ là 639. Đấy, thử hết nào. 89 nè. Thấy không? Một phát ăn ngay. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Chìa khóa đây rồi. Đây là chìa khóa ở phòng ngoài đấy anh em. Được rồi. Phòng đây không biết phòng của ai nữa. Nhưng mà ngủ một mình hay sang nha mấy anh bạn. Nè, phòng này toàn là phòng 4 người không đấy. Ờ, bây giờ tôi sẽ qua bên đây. Đó, đúng rồi. Đi qua nào. Chui qua cái hầm thủ thiêm này cái nữa. Kinh kịch. Ôi. Ôi. Sao hù nhau thế này. Được rồi. Nó chạy rồi. Tôi tới cửa rồi. Tôi vẫn đang còn ngồi vì tôi đứng không nổi. Tôi bị sụi. Ờ, vẫn còn một phòng khác à. Chưa ra khỏi luôn á. Không được. Phải tâm phải tỉnh. Chúng ta phải bình tĩnh để vượt qua được cái ngôi trường này. Phòng đóng hết rồi. Cái gì đấy? Ôi ơi. Phòng máu không vậy? Ôi ơi, tởm thật sự. Ơi. Em đi về nhà đây. Em không chơi với chị nữa đâu. Ờ? Vậy tại sao lại không có... Không có phòng nào để mở cửa được ta? Tại sao anh em nhỉ? Vậy là chúng ta phải tìm một cái chìa khóa để chúng ta mở cái cửa phòng này rồi. Gì nữa đấy? Nữa hả? Đừng ngủ em nữa. Lại bị hù nữa hả? Sao bây giờ chị hù em nhiệt dữ vậy? Chị hù em một hồi tim em bị thòng luôn đấy. Nam nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc và anh ấy sẽ được an toàn, nhưng anh ấy thật là ngu ngốc. Chúng ta tiếp tục nào. Tôi chắc chắn là chúng ta sẽ ở nhà trọ. Ờ, là ending à? Vậy là anh thanh niên này bị hù đến lúc chết à? Ờ, cái gì nữa đấy? Vì vậy không ai biết về kết cục của Nam. Họ chỉ biết anh ta một lần và không bao giờ trở lại ngôi nhà đó. Vài năm sau, ngôi nhà bị phá bỏ để làm ký túc xá của trường trung học. Và đó là nơi mà những câu chuyện được xuất hiện nhiều hơn.
Rồi. Vậy là đây là cái ending của tựa game này rồi đấy anh em. Và anh Nam này đã bị hù đến mức mà không còn ở trong nhà này nữa. Và cô gái này chỉ hù anh Nam để anh Nam đi ra khỏi đây thôi, chứ không có làm hại hay giết hại anh Nam này, cũng không có bị gì hết. Chỉ là cái nơi này nó sẽ bị ám một lần và mãi mãi. Và ok anh em, đó cũng là cái ending cho tựa game Style Tiêu lấy bối cảnh của Việt Nam này. Thật sự thì tựa game này có nhiều chi tiết giống như là tương tác hay là mức độ con ma nó đi thì vẫn không hợp lý. Riêng ý kiến của mình á, thì mình không có ý kiến gì thêm. Mình chỉ mong á, sẽ có nhiều nhà phát triển của Việt Nam tạo ra nhiều con game như thế này để cho mọi người được thưởng thức, đặc biệt là sẽ lấy bối cảnh của Việt Nam. Và ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem đến đây. Kính chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Nếu mọi người thấy hay, đừng quên ấn vào nút đăng ký để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Và hãy comment ý kiến của mọi người phía bên dưới nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.